Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Ngô Dực Phàm đã ra tù sau bê bối chấn động, chuẩn bị comeback. Mới đây, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước loạt tài khoản mạng xã hội của Ngô Dực Phàm bỗng dưng hoạt động trở lại, dù ở thời điểm này nam diễn viên đang ngồi tù. Cũng vì lý do này mà nhiều khán giả đặt ra câu hỏi phải chăng Ngô Dực Phàm đã ra tù và ấp ủ kế hoạch tái xuất. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có ý kiến nghi ngờ có thể anh chàng được sử dụng điện thoại trong tù. Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng tài khoản mạng xã hội của Ngô Dực Phàm do công ty chủ quản nắm nên việc thay đổi, xóa bài hay hoạt động là nằm ở công ty. Hồi cuối tháng 7 năm 2021, thông tin Ngô Dực Phàm bị điều tra về cáo buộc qua đêm cùng nhiều cô gái đã nhận được nhiều sự chú ý. Làng giải trí Trung Quốc thêm chấn động khi Đô Mỹ Trúc, hot girl 19 tuổi, lên tiếng tố cáo Ngô Dực Phàm phản bội cô, hẹn hò cùng người khác và mỗi thành phố, anh tới đều tìm các cô gái khác nhau để lên giường. Đô Mỹ Trúc kể thêm rằng cô bị ngôi sao này làm chuyện đó khi mới 17 tuổi. Cô cũng thông tin Ngô Dực Phàm từng quan hệ ít nhất 7 cô gái dưới 18 tuổi. Anh ta dụ dỗ các cô gái bằng rượu và những lời hứa hẹn giúp đỡ để nổi tiếng. Đến giữa tháng 8, Viện Kiểm sát quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc chính thức ra lệnh bắt giữ Ngô Dực Phàm. Vụ ồn ào của Ngô Dực Phàm được đánh giá nghiêm trọng và phức tạp nhất trong showbiz hoa ngữ từ trước tới nay. Nhiều cơ quan thuộc giới chức Trung Quốc đồng loạt lên tiếng, các đối tác, đồng nghiệp hủy quan hệ hợp tác để tránh dính líu đến anh. Giới luật sư nhận định, nếu bị buộc cáo các tội, nam diễn viên đối diện với án hình sự với mức phạt tù từ 10 năm. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.